Nhạc sĩ Lam Phương là một trong những tên tuổi nổi bật nhất của làng nhạc Sài Gòn trước năm 1975. Từ phòng trà sang trọng cho đến những xóm nghèo nhập cư, từ sân khấu kịch nghệ đến chiến trường khốc liệt, đều vang lên những ca khúc về tình yêu, quê hương và người lính của nhạc sĩ Lam Phương. Những ca khúc của ông đa dạng và có sức sống mạnh mẽ, dễ đi vào lòng người, dễ dàng lan tỏa đến mọi giới nghe nhạc. Nhạc sĩ Lam Phương đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ 7 phút tối ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại thành phố Fountain Valley, miền Nam California. Nhạc sĩ Lam Phương, tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20 tháng 3 năm 1937 tại tỉnh Rạch Giá, nay là thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Ông chọn bút danh Lam Phương là từ cái tên thật Lâm Đình Phùng của mình, nhưng cũng mang ý nghĩa là phương trời màu xanh, mong muốn hướng đi tới những điều tốt đẹp. Tuy là hậu duệ của một gia tộc nổi tiếng, nhưng đến thời của nhạc sĩ Lam Phương thì cuộc sống rất khổ cực. Ông là con đầu lòng trong gia đình có 6 người con, vốn chỉ được gánh vác bởi một mình người mẹ tảo tần vì người cha đi biệt không về trong nhiều năm. Hình ảnh người mẹ hiền thuở ấu thơ đã đi vào nhạc của Lam Phương sau này trong các ca khúc nổi tiếng như Đèn Khuya hay Kiếp Nghèo. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm để dù buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Khi nắng liêu đôi tay run run ánh mắt dịu hiền biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh hiu nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ. Tìm lại những phút ngày âu thơ Lam Phương theo học người thầy vô danh từ những nốt nhạc đầu tiên,
với tài liệu học chính là những tờ nhạc bài hát của những nhạc sĩ thành danh thời tiền chiến như nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Lê Thường. Người thầy thấy cậu học trò nghèo đam mê học nhạc nên tình nguyện dạy miễn phí. Đến đầu những năm 1950, nhạc sĩ Lam Phương may mắn gặp nhạc sĩ Hoàng Lan, khi đó mới 20 tuổi, và người nhạc sĩ này đã khơi nguồn cảm xúc âm nhạc cho nhạc sĩ Lam Phương, giúp cho ông hình thành những giai điệu đầu tiên trong sáng tác đầu tay của mình mang tên Chiều Thu Ấy, ngay từ năm 1950, khi nhạc sĩ Lam Phương vẫn còn là một cậu bé mới có 13 tuổi. Đó là một ca khúc nói về chuyện tình dang dở, có giai điệu phản phất cái chất của dòng nhạc tiền chiến. Hai năm sau, nhạc sĩ Lam Phương quyết định tự in và phát hành vào năm 1952. Là một bài hát ít người hát, thành ra ít khán giả biết. Nhưng mà đối với chúng thì bài nào chúng thương yêu nhau. Dù đã được bài không nổi tiếng, đó là bài nhạc Chiều Thu Ấy. Chiều Thu Ấy. Ngày xưa là John Fitzgerald ca nổi tiếng hát, đó là ca sĩ Phú. Chiều thu ấy, ngồi bên em dưới ánh trăng vai kề vai, nhìn mây bay, hồn lâng lâng theo gió lay hương mùa say. Chiều thu ấy, nhìn nhau tay nắm tay mắt quen lệ tràn, buồn ngao ngán, nàng xa cách duyên tình ta. Để in tờ nhạc ca khúc vào lúc này, nhạc sĩ Lam Phương phải đi vay bạn bè 200 đồng rồi tự đi bán lẻ tờ nhạc ở khắp Sài Gòn. Nhưng lúc đó chưa ai biết đến tên tuổi của Lam Phương nên không thể bán được. Phi vụ in tờ nhạc đầu tay vì niềm đam mê này đã làm cho ông phải ôm món nợ của người bạn là 200 đồng. Thời gian này, nhạc sĩ Lam Phương lại đi làm thuê để kiếm tiền trả nợ rồi sáng tác và vay tiền in nhạc. Số nợ to dần lên đỉnh điểm là 600 đồng. Số tiền nợ này chỉ được trả hết vào năm 1954 khi nhạc sĩ Lam Phương thành công với ca khúc Khúc Ca Ngày Mùa và Trăng Thanh Bình, được hầu hết các trường học ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chọn để dạy cho học trò ca múa. Bài hát đã vén bức màn để đưa tên tuổi của Lam Phương ra ánh sáng trước công chúng. Vào những năm đầu của sự nghiệp, tức là khoảng những năm 1953 đến năm 1954, ký ức về vùng quê Thanh Bình năm xưa vẫn luôn đau đáu trong lòng. Nhạc sĩ Lam Phương đã sáng tác hàng loạt những ca khúc về quê hương với sự khuyến khích của nhạc sĩ Phạm Duy và sự hướng dẫn thêm từ nhạc sĩ Lê Thương trong các ca khúc Khúc Ca Ngày Mùa, Trăng Thanh Bình, v.v. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu. Đúng rồi, trong mà tâm hồn còn trong trắng, trong trắng. Chiều giống mà bây đời á. Dạ, là lúc đó bác biết yêu chưa? Lúc mà thấy thế. Chưa, nó còn trẻ lắm, mới 15 tuổi rồi, wow. Yêu ai.
15 tuổi mà đã bác đã sáng tác những bài hát mà rất đậm đậm đà tình quê. Trong khoảng thời gian sau năm 1955, với những cảm xúc khi được chứng kiến từng đoàn người di cư vào miền Nam sau Hiệp định Geneva, ông đã sáng tác bài Chuyến đò vĩ tuyến, Nhạc rừng khuya, Nắng đẹp miền Nam, Tình cố đô vân vân. Những ca khúc này đều trở nên nổi tiếng và được yêu thích cho đến ngày hôm nay. Chưa từng đi Hà Nội bao giờ. Chỉ đóng mà tới bên Hải trở vô thôi. Nhưng mà tôi biết nghệ sĩ tông hồn mà sĩ á, sau trước thời cổ bớt cái nào chú cũng giật mình chú vô là con người chú sẽ giết. Như là Tình cố đô chú lúc đặt tôi tưởng tượng chú là người nghệ sĩ cơn trên chiếc thuyền đến giữa biển cả đó. Đó là tại sao chú làm được những người đó. Hoàn cảnh nào chú cũng sống tịch hết. Buồn nhìn về xa xôi, Hà Nội ơi đã xa cách rồi. Mịt mù ngàn trùng khơi, thành phố cũ lắng sau núi đồi. Đâu tháng năm năm xưa, cung tháp cũ xưa say mưa. Còn tìm đâu nên thơ, cành liễu úa rũ bên ven hồ. Trước khi viết cái người chuyện nói chung, cũng phải hỏi những người vô làm từ miền Bắc thì những người đó hiểu rõ hoàn cảnh người di cư thế nào. Thì nhờ những tin tức đó mà chú phải chia sẻ cái bài đó. Cũng trong thời gian này, ông đã sáng tác ca khúc Kiếp Nghèo và ca khúc đã đưa tên tuổi của Lam Phương lên một tầm cao mới trong làng nhạc. Nhờ ăn khách và bán rất chạy, ca khúc Kiếp Nghèo thực sự đã giúp tác giả thoát xa cảnh nghèo. Kiếp Nghèo, Kiếp Nghèo đúng là được đầu nhưng mà sau những bài chú vị nói đó, thì có thể nói là một bài nhạc chú sáng tác trong cảnh trạng thật của đời chú. Lúc đó thì nhà nghèo lắm chắc. Và chú lúc mà chú học những cái năm đầu có cái tin là trung học lúc đầu thôi, nhà học trong cảnh nước thiếu thốn cái gì cái đó mà chủ trang đặt nhạc để kiếm tiền để mà đi học tiếp. Là bác sáng tác những cái bài hát như Kiếp Nghèo là trong cái gia cảnh cũng khó khăn lúc đó, nhưng mà lại không ngờ Kiếp Nghèo lại giúp bác giàu, phải không? Thôi đâu có nhăn. Dễ thở thôi. Dễ thở thôi, dạ. Năm 1958, khi được 21 tuổi, nhạc sĩ Lam Phương vào quân ngũ. Và những ca khúc nói về tâm trạng người lính của nhạc sĩ Lam Phương có thể kể đến là Chiều Hành Quân, Bức Tâm Thư, Tình Anh Lính Chiến. Một chiều hành quân qua thôn xưa, lúc nắng xuân chưa nhạt màu. Chạnh lòng tìm người em gái cũ, em tôi đã đi phương nào. Nghẹn ngào nhìn qua hàng tre xanh, ngắm bóng chim đua trên cành. Giờ còn tìm đâu hình bóng cũ, em ơi em về đâu? Về đâu em ơi lúc tình còn sâu, lúc hương trần đời vẫn chờ nhau giữa đêm thâu. Về đâu khi em vẫn là nguồn sống, khi ánh xuân nồng nhẹ nhàng vương lên má hồng. Hẹn nhau qua hết một mùa phượng rơi, nhưng hoa chưa tàn mà lòng ai đã đổi thay. Thế thôi vui chi sống trong tình đầu, nhạc chiều hành quân nay biết gợi về đâu. Để rồi một năm nơi biên cương, dân bước thân trên xa trường,
ngày thì tìm vui bên chiếc xu, khi đêm anh vui với đàn. Dù mộng tàn phai trong thương đau, vẫn nhớ mãi duyên ban đầu. Lời thề ngày xưa đã trót hứa, em ơi xin đừng trong quân ngũ. Nhạc sĩ Lâm Phương đã gia nhập đoàn văn nghệ Bảo An. Khi đoàn này giải tán, ông tham gia ban văn nghệ Hoa Tình Thương và sau cùng là biệt đoàn văn nghệ Trung ương cho đến năm 1975. Năm 1959, nhạc sĩ Lâm Phương đã lập gia đình với nữ ca sĩ Thúy Hồng. Ông đã sáng tác ca khúc Ngày Hạnh Phúc để mừng cho ngày vui của lứa đôi của chính mình, và ca khúc đã trở thành nhạc hiệu chương trình Gia Binh của đài phát thanh quân đội, phát vào mỗi buổi sáng sớm trong suốt thập niên 1960. Từ thập niên 60, nhạc sĩ Lâm Phương viết rất nhiều bản nhạc nổi tiếng, mang lại cho ông rất nhiều cả về danh tiếng lẫn tiền bạc. Đặc biệt, chỉ một ca khúc Thành Phố Buồn đã mang đến cho ông số tiền là 12 triệu đồng, một con số rất lớn vào thời điểm đó, bằng với thu nhập trong 20 năm của một vị đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nếu tính ra số tiền Mỹ Kim thời đó, thì đây là bài hát có giá trị gần nửa triệu đô la, một con số quá lớn đối với một bài hát. Đó là trong thời gian chú ở trong quân đội á, thì trong ngôi nhà mà chú đi tên là Hoài Tình Thương. Giờ đó thì hôm đó tôi công tác ở ngoài miền Trung, là rõ ràng là anh ở Đà Lạt. Thì một chiều đó, khoảng 6 giờ, tất cả anh em đi ăn cơm. Yeah. Ăn cơm chiều, mình xuống, trên đói, ở lại. Yeah. Ngồi trên căn nhà đó, trên đường cao. Và nhìn lại phía sau là một cái thung lũng. Để có anh kia, có một cái nhà, nó chiều họ đốt đó. Chỉ nhìn cái nhìn cái cảnh đó, tôi xúc cảm, tôi làm được thành thủ buồn từ đó mà. Nhưng mà tờ bài đó không có muốn đợi nữa đó. Coi chú làm thôi, nhưng mà tới là tưởng tượng thêm vô cho nó đầy đủ và nó có lãng mạn chút thôi. Phố nào nhớ không em, đợi chúng mình tìm vợ êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đang tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp một sớm nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lừa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương. Tiếng đường chuông chiều
thê lương tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Có thể nói là bài chiêu quán chạy số 1 của chú á. Chạy số 1. Ừ. Số bài đó là làm cho chú á. Hết nghèo. Là chú giàu từ thành phố. Giàu thì không nói, nhưng mà hết nghèo. Cho nên là người hay hát đầu tiên viết. Vì chú về thông ra, thì cho nên là gần nhà chú, cho nên là tập trọng. Và ông cũng nổi nhờ các bạn. Là một nhạc sĩ thành công bậc nhất của Sài Gòn thời đó, tài sản trong nhà băng của nhạc sĩ Lam Phương rất lớn. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông và gia đình phải di tản trên con tàu Trường Xuân với hai bàn tay trắng. Khi ở trên bon tàu, ông đã sáng tác ca khúc Con tàu định mệnh để viết về chuyến tàu nổi tiếng này. Sang đến Hoa Kỳ, nhạc sĩ Lam Phương và kịch sĩ Thúy Hồng đã định cư tại Virginia, nhưng ông lại chuyển về Texas, rồi về California. Tuy nhiên, số mệnh buồn và tan vỡ lại đến với nhạc sĩ Lam Phương khi mà cuộc hôn nhân với người vợ đầu tan vỡ vào năm 1979. Một lần nữa, ông lại trắng tay rời Hoa Kỳ để sang Paris, Pháp Quốc vào năm 1980, theo lời của ông nói là để tị nạn ái tình. Tại Paris, thời gian đầu, nhạc sĩ Lam Phương đã làm những công việc chân tay như quét dọn, khuân vác v.v. Sau đó về làm quản lý cho nhà hàng Như Ánh của người em gái Úc. Nhà hàng có một sân khấu nhỏ để nhạc sĩ Lam Phương chơi đàn hàng đêm để được gặp gỡ bạn bè và thân hữu. Và một trong những người ông đã gặp gỡ tại đây và trở thành một trong những người tình nổi tiếng của ông đó là cô Cẩm Hường. Đến với cô Cẩm Hường, nhạc sĩ Lam Phương đã sáng tác một loạt những ca khúc vui tươi, yêu đời. Các khúc nào cũng đều được ăn khách như bài Bé Yêu, Thiên Đàng Ái Ân. Nổi tiếng nhất là bài Tango Cho Em viết dành tặng cho Cẩm Hường. Từ ngày có em về, nhà mình toàn ánh trăng thề. Đường nào vào thiên đàng ái ân là đường vào nhịp thở lâng lâng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mềm. Là vào vườn xuân tình ngất ngây, hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chôn sâu cành sát hương, để muôn đời mình còn được yêu nhé em. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe chim du dai tìm hư ái, không tìm nào say đắm hơn anh đâu. Một ngày pháo hồng reo vui là đường về vắng bóng đơn côi. Từ khi đôi tim ta tình thâm thiết, có nhau rồi thì mình tính chuyện trăm năm. Ngoài ra còn có bài Mùa Thu Yêu Đương với câu hát Đường vào Paris có lắm nụ hồng. Hồng ở đây cũng xuất phát từ tên Hường của cô Cẩm Hường. Cũng trong thời gian này, nhạc sĩ Lam Phương cũng đã sáng tác những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp, chẳng hạn như bài Cho Em Quên Tuổi Ngọc được sáng tác theo kích cỡ giọng của nữ danh ca Bạch Yến, hay bài Em Đi Rồi, đặc biệt là bài Một Mình. Đó là năm 1990, khi ông vẫn đang sống hạnh phúc với người vợ thứ hai là cô Cẩm Hường, thì thật kỳ lạ như là một dự cảm về cuộc đời của mình. Nhạc sĩ Lam Phương đã viết những câu từ tiên đoán chính xác về số phận cuộc đời ông thời gian sau đó. Năm 1995, nhạc sĩ Lam Phương lại quay trở lại Hoa Kỳ và ông cũng trải qua một cuộc tình tại Hoa Kỳ này, nhưng cũng nhanh chóng bị đổ vỡ. Đến năm 1999, tai họa đã ập đến trong đời của ông khi ông bị tai biến mạch máu não. Người em gái Úc đã phải bỏ công việc kinh doanh nhà hàng ở bên Pháp để sang Hoa Kỳ chăm sóc cho anh trai. Từ đó đến nay, nhạc sĩ Lam Phương sống tại Hoa Kỳ với sự chăm sóc tận tình của người em gái, người em rể và người cháu. Dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương có sức lan tỏa rộng rãi tới khắp mọi tầng lớp trong xã hội, được thuộc nằm lòng và yêu chuộng qua nhiều thế hệ cho đến tận ngày hôm nay. Cuộc đời đầy thăng trầm, biến động của người nhạc sĩ tài hoa nay đã khép lại.
Sự ra đi của ông cũng là một mất mát thật to lớn cho nền văn nghệ Việt Nam. Đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên trăm mối, một kiếp đã đoan. Cố tìm tình trong chân. Đường quen không tới tìm nhau.